Chào các bạn, hôm nay tôi với anh blogger Một Cơn Gió đây. Tôi vừa ở phiên tòa xét xử ông Lê Anh Tú, là ngày hôm nay tòa đã tuyên án là 5 năm tù giam cho ông Lê Anh Tú. Là người thứ nhất, ông là mật vụ của Việt Nam, thứ hai là ông hoạt động gián điệp trái phép trên nước Đức và châu Âu, thứ ba là ông tham gia trực tiếp vào việc bắt cóc ông Trịnh Thanh để đưa về Việt Nam theo cái lệnh của ông Tô Lâm, với cả phía dưới là ông Đường Bình Hưng và rất nhiều quan chức Việt Nam nữa. Nhưng mà đặc biệt trong cái phiên tòa này ngày hôm nay, tôi cũng đã chứng kiến tòa đưa ra rất nhiều thông tin về những cái người Việt Nam định cư sống ở châu Âu này, đặc biệt là Cộng hòa Séc và một số người ở Đức nữa, là cũng tham gia vào cái việc mà hỗ trợ mật vụ Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Văn Thanh. Thế thì anh blogger Nguyễn Gió, anh là cái người rất hoạt động, cũng biết rất nhiều ở Đức, ở Berlin, và anh cũng sang Séc rất nhiều rồi. Thì anh thấy cái việc mà cái cánh tay nối dài những cái người Việt Nam đó, họ là như thế nào? Ví dụ như ông Đào Quốc Oai chẳng hạn, ông cũng tham gia cái có uy tín ở Séc chẳng hạn, ở cái chợ Sapa đấy chẳng hạn, ông cũng có tham gia đó. Trong tòa hôm nay cũng nói, và đấy là họ nói luôn, đấy là một trung tâm hậu cần để bắt cóc. Thế vậy thì những cái chợ khác ở ở Đức, ở châu Âu, ở các nước khác, nó có trở thành những trung tâm hậu cần để theo dõi những người như chúng ta, những nhà báo tự do, hoặc là những cái người nói lên chính kiến của mình hay không? Tôi cho rằng là tất cả trên khắp thế giới này ấy, ở nơi đâu có người Việt ấy, ở nơi đâu có người Việt thì ở đấy sẽ có những cái cơ sở đặc tình của chế độ Cộng sản Việt Nam họ cài cắm hoặc họ xây dựng ở đấy. Có thể họ xây dựng thành một cái trung tâm văn hóa, có thể họ xây dựng thành như kiểu như là một tòa báo, xong rồi là một cái gọi là một cái chương trình kiểu như ca nhạc ấy. Một cái trung tâm ca nhạc, xong rồi một cái trung tâm báo chí, hoặc là họ trung tâm thương mại, xong họ sẽ xây dựng cái mà nhu cầu con người cần hay tập trung đông đủ hay tập trung về đấy, thì họ sẽ sử dụng, họ sẽ dựng lên cái đấy. Một là họ dựng lên, hai là họ tận dụng những cái người mà những cái cơ sở đã có rồi, thì họ tìm cách họ trà trộn vào, họ chung vốn, họ mua cổ phần, hoặc là người họ thương lượng với cái người chủ của cái trung tâm ca nhạc, trung tâm du lịch, chung ở trung tâm thương mại, trung tâm văn hóa là gì đấy, thì họ cả họ thương lượng với cái người đấy để mà như là nhờ để mà làm cái, ví dụ là người kia thì làm cái phần việc là dựng lên mạng lưới tay chân để đi, cần thiết thì đi tuyên truyền, hoặc là cần thiết nữa thì đi thu thập những cái thông tin hồ sơ về những cái người hoạt động đấu tranh để cung cấp hồ sơ cho cái bên phía nhà, cho nhà nước Việt Nam. Thì cái chuyện đấy là đương nhiên là nó có rồi, mà không phải là ở Đức, ở Séc, mà tôi nghĩ rằng là tất cả mọi nơi trên thế giới này đều có những cái người của Cộng sản họ cài vào. Họ, một là họ cài vào, hai là họ dựng lên. Vâng, thì đúng là trong cái phiên tòa vừa qua thì cũng đưa ra thông tin, ví dụ như ông Đào Quốc Oai chẳng hạn, là một người có tên tuổi trong cộng đồng người Việt Nam ở Cộng hòa Séc, ở cái chợ Sapa đó, và có những thông tin cho rằng là ông ấy thậm chí còn có thể có cái cổ phần nào đó trong cái khu chợ đó, hoặc là trong những cửa hàng ở trong cái khu chợ đó. Thì cái thông tin nội tình bên trong thì chúng ta không, tôi không được đọc cái hồ sơ kỹ về cái điều tra của cảnh sát Đức, nhưng mà họ có nói rằng đấy là trung tâm hậu cần. Thế thì anh nghĩ thế nào về những người Việt Nam ở đây? Ví dụ như là chúng ta thấy là sứ quán tham gia rất rất nhiều những hoạt động của một số cái người mà gọi là nổi tiếng, hoặc là người gọi là đại gia, gọi là đại gia ở Đức, để ủng hộ họ rất nhiều. Và ngược lại thì một số cái người như vậy ở Đức này, họ cũng đã tham gia vào cái những hoạt động của sứ quán để mang cái chất tuyên truyền. Ví dụ như chúng ta thấy là dựng lên những cái hiệp hội, những cái hội như hội, ví dụ như hội giống như cánh tay nối dài của sứ quán ở đây, nó chỉ phục vụ cho cái hoạt động của sứ quán mà không hoạt động, không phục vụ cho hoạt động của đa số cộng đồng. Đấy thì thực sự anh thấy là cánh tay nối dài. Tại vì nếu mà những cái người sống ở Đức này này, thì mình nói ví dụ ở Đức này thì họ sống mà họ quản lý theo cái pháp luật của Đức. Bây giờ họ không, sứ quán không thể làm mà truyền được cái mệnh lệnh đi xuống với bảo mọi người dân ở đây phải làm thế này thế kia, thì họ phải thông qua một cái hội này hội khác các thứ của cái người Việt đấy để họ đưa ra những cái gọi là ý đồ của họ để cho cái hội kia, người ta thông qua cái hội đấy để thực hiện. Ví dụ là họ, ví dụ ở ban chúng hôm nay chúng ta cần phải phổ biến tuyên truyền về cái này cái kia, hoặc là năm nay chúng ta phải hoạt động hai cái kia rồi các thứ, thì những cái tổ chức đấy, cái hội đấy là nó thay mặt sứ quán, tức là nó là một cái công cụ để mà sứ quán muốn thực hiện những cái ý đồ gì của mình, thì họ thông qua những cái hội đấy thực hiện. Thế theo anh thì đánh giá là những cái người mà tham gia như thế
tích cực như thế với sứ quán thì họ được hưởng lợi cái gì? Họ được hưởng lợi nhiều cái, ví dụ là khi mà họ trở về nước thì họ được trở thành kiểu như là Việt kiều tiêu biểu, xong rồi là được gặp chủ tịch nước, rồi là gặp thủ tướng, rồi kiều bào yêu nước, được lên TV, xong rồi được chụp hình với nguyên thủ. Thì anh biết là nhiều người người ta mà được cái hình đấy người ta về quê người ta khoe là người ta thích lắm rồi, anh hiểu không? Nhưng mà còn một số khác thì là vì công việc của họ là ngay từ khi mà họ đưa sang đây là họ là những cái người cài cắm rồi, thì họ phải thực hiện cái nhiệm vụ của họ, anh hiểu không? Còn đâu là có những người còn một loại khác là cái loại mà lợi ích kinh tế, tức là tôi sang đây làm kinh tế nhưng mà các ông mà kiểu như là tôi làm cái này cái kia cho ông thì các ông đổi lại các ông cho tôi là cái lợi lộc này, cái kinh tế thì tôi làm đấy. Còn tức là chúng ta cứ tiện tạm chia ra làm ba loại. Loại thứ nhất là làm vùng thì nó được làm vùng thì là cái trách nhiệm nó phải làm rồi, vì được gửi sang rồi huấn luyện đào tạo xong rồi cài cắm thì phải làm rồi. Cái loại thứ hai là cái loại háo danh, muốn được bằng khen, giấy khen, rồi muốn được chụp ảnh với nguyên thủ rồi để về mà khoe với họ hàng thì là loại thứ hai. Còn loại thứ ba thì là loại mà là vì lợi ích kinh tế được ban phát những cái, ví dụ như là bây giờ một bọn dịch vụ này bây giờ là mỗi lần lên sứ quán ví dụ là thu thập tin tức báo cáo là thằng Khoa thằng Hiếu làm thế này thế kia thứ ấy, xong rồi kèm vào đấy thì mỗi lần lên ví dụ là họ làm dịch vụ với sứ quán thì họ được làm nhanh hơn, hoãn hơn, thì đấy nó cũng là một cái dạng là được lợi ích kinh tế. Còn cái hội mà nó lớn hơn thì có thể là nó đầu tư về Việt Nam hoặc là nó được Việt Nam đầu tư tiền qua đây cho nó để nó mở cái này cái kia thì nó là lớn hơn. Thế nhưng mà như vậy là họ cũng là cái người mà làm như vậy thì rõ ràng nó đối diện với cái rủi ro khi anh phát hiện ra mà anh hoạt động gián điệp, ví dụ như những cái kiều bào Việt kiều vừa rồi ở Cộng hòa Séc hả, đúng không? Hoặc ở Slovakia chẳng hạn, cuối cùng là trốn chạy sạch về Việt Nam như Đào Quốc Oai, đúng không? Rồi Lê Anh Tú về nhưng sau sang lại bị bắt ngay, thì anh thấy là thế họ phải trả cái giá cao thế họ làm à? Không, cái lúc mà họ làm thì họ làm sao mà họ nghĩ đến cái giá họ phải trả như thế? Chứ nếu mà họ mà làm thì họ mà nghĩ được cái giá phải trả, phải bây giờ bỏ bao nhiêu năm họ ở đây, họ xây dựng nên cái cơ nghiệp rồi mà bây giờ họ chỉ vì cái chuyện kia mà làm thì họ mất gần như là cả cuộc đời họ phải làm lại, thì nếu mà tôi nghĩ rằng họ biết trước thì họ không làm đâu. Tức là họ buộc vào thế họ buộc phải làm. Anh hiểu không? Buộc thế là kiểu như họ đã có quan hệ lợi ích sâu sắc với nhà nước Việt Nam rồi, bây giờ không làm không được thì họ phải làm thôi. Thế bên cạnh đó thì cũng tôi cũng chứng kiến là ví dụ như ngay Berlin chẳng hạn, họ thành lập một cái gọi là câu lạc bộ báo chí Berlin, là rất là quy tụ rất là nhiều người hay viết nọ viết kia. Thế nhưng mà cả cái quá trình xét xử ông Lê Anh Tú trong thời gian nhiều tháng vừa qua, tôi không hề thấy họ đến tham gia bất cứ một phiên tòa nào, mặc dù tôi cũng thông báo cho họ để đăng tin. Thế anh đánh giá cái việc này, cái câu lạc bộ này để làm gì? Mà tất nhiên là tôi thấy hay chụp hình với cả có đại sứ đến để chúc mừng tặng hoa lắm, nhưng mà chẳng không thấy đăng viết những cái chuyện này. Đây là cái câu lạc bộ này thì là cái câu lạc bộ họ chịu cái sự, anh thấy là họ sứ quán sứ quyết có mà hoạt động gì đấy thì họ đến họ đưa tin rất là năng nổ nhiệt tình, tranh nhau đến, thì mình phải nghĩ ra rằng là họ là người của có cái khuynh hướng là tức là thân thiết với nhà nước Cộng sản Việt Nam, thì những cái gì mà bất lợi cho Cộng sản Việt Nam thì họ giả vờ họ không biết, anh không, thì họ lơ đi là hôm nay tôi bận thì tôi không quan tâm đến việc đấy, thì tôi đi ra cái đi kia thì tôi không, họ tránh đi. Vâng, tóm lại như vậy là cái cộng đồng người Việt Nam tại không phải chỉ Đức mà cả châu Âu còn có rất nhiều những cái vấn đề mà còn có thể thảo luận, đúng không, trong thời gian tới. Và cái vụ bắt cóc này thì theo tôi biết ở trong tòa họ cũng nói về nó liên quan đến cả Slovakia nữa, thì ít nữa thì tôi cũng đã được những thông tin rằng là cảnh sát Slovakia đã sang đến Đức rồi để họ điều tra, và hy vọng rằng nếu cuộc điều tra tiếp tục thuận lợi thì có thể lúc nào đó họ truy cứu cái trách nhiệm của ông bộ trưởng bộ nội vụ cũ của Slovakia cho cái việc mà ông Tô Lâm mượn máy bay để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Thế thì nếu mà như vậy thì lại tự nhiên lại dính với ông Tô Lâm vào sâu hơn. Mà đương nhiên là ông Tô Lâm ông dính ở Slovakia thì như vậy tòa nếu có mở phải mở Slovakia để xét xử trong cái việc vụ việc này, bởi ông Lê Anh Tú cũng là cái người được cho rằng là gây án, tức là tòa này tuyên án là gây án cả Slovakia nữa, tức là ông đưa chở ông Lê Trịnh Xuân Thanh giao cho ông Tô Lâm ở cái khách sạn Boric
Slovakia lúc đó. Ừ. Thế thì bóng Tô Lâm thì các anh vừa thấy rồi, trong cái cuộc chiến quyền lực hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam rất dữ dội, ông có vai trò rất quan trọng, bởi ông là đại tướng này, bộ trưởng bộ công an này, và thậm chí có những cái thông tin cho rằng là ông ấy còn có thi là tranh chức chủ tịch nước. Thế thì nó bất lợi cho Việt Nam quá nhỉ? Thế anh thấy ý kiến anh như thế nào? Này. Cái này thì nó tính về cái thế lực mà người ta đang có thôi. Khi mà cái thế lực người ta mạnh ý, thì tôi nói anh nghe là ba cái chuyện mà những cái chuyện như là tội này tội kia các thứ thì nó, tức là như mình nói là được làm thua thì làm giặc ý. Khi mà thấy dụ ông Tô Lâm mà ông mạnh rồi, ông vào được chủ tịch nước hoặc ông làm tổng bí thư rồi, thì tất cả những cái mà tội của ông ý thì không ai người ta dám xử ông cả, thì đương nhiên là coi như là chả là vấn đề gì cả. Còn cái chuyện mà có quan hệ được với Đức hay mang lại lợi nhuận hay không thì mang lại lợi ích cho dân tộc hay không, thì cái đấy đối với ông ấy thì ông không phải là cái vấn đề mà ông ấy, tức là ông cũng muốn, ông là bản thân ông ấy thì ông ấy sẽ muốn, tất nhiên là muốn được lợi được đất nước cho dân tộc. Nhưng mà nếu mà cái lợi ích đấy mà lợi ích cho đất nước mà dân tộc ấy mà nó xâm hại đến cái lợi ích của ông ấy thì ông không cần, anh hiểu không? Thì ông bỏ đấy thế thôi. Vâng. Như vậy là thế thì câu chuyện này chắc còn tiếp diễn còn dài, và chúng tôi cũng sẽ là cái câu chuyện này nó rất là phức tạp, rất là còn dài và nó rất là gây khó chịu cho phía Việt Nam. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là trước sau thì Việt Nam họ cũng phải tìm một cái cách nào đấy để nói chuyện với Đức cho nó xong câu chuyện này. Vâng, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình ngày hôm nay của nhà báo Lê Trung Khoa và blogger Người Quân Gió về cái câu chuyện mà ông Lê Anh Tú, mật vụ Việt Nam bị bắt và đồng thời bị xét xử, cũng đưa ra cái bản án ngày hôm nay 5 năm, cũng như là cái hoạt động của những cái cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đức và châu Âu, đó là những hội đoàn, rồi những câu lạc bộ nhà báo của họ dựng lên, mang tính chất là hình thức để phục vụ sứ quán của Đảng Cộng sản. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải và đưa thông tin tiếp tới đây. Và mời các bạn hãy theo dõi, bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo DE, cũng đọc những bản tin và đặc biệt là những bài bình luận của blogger Người Buôn Gió, thường xuyên được đăng tải những bản tin mới nhất, bài bình luận mới nhất của anh về tình hình tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Chào các bạn. Vâng, xin chào các bạn.